Xin chào bà con, thì hiện tại thì năm 2019 này so với năm 2018 thì năm nay cái lượng mưa nó cũng có hơi chút là muộn hơn so với năm 2018. Thì hiện tại thì có một số đám bơ búp của chúng ta thì cũng đang phân tầng xả nhị và có một những đám thì trái đào hoặc xanh rồi. Nhưng gần đây thì cũng vào ngày 30 tháng 3 2019 nói chung là có những vùng mưa rất là sớm và những vùng thì mưa trễ, hầu như toàn bộ năm tỉnh Tây Nguyên chúng ta đa số vùng nào cũng đã có mưa rồi. Thì với 2018 thì bà con có xem lại clip mà năm 2018 vào ngày 15 và ngày 16 tháng 3 2018 thì cũng đã có mưa và mưa phùn và mưa cũng rất là lớn. Thì năm ngoái diện tích mà mưa bà con mắc mùa cũng rất là nhiều. Thì so với năm nay thì diện tích mưa của chúng ta thì kéo dài hơn được nửa tháng. Thì qua đó có những vùng mà bơ chúng ta nở sớm vụ thì cũng đã đậu được trái bằng hạt đậu xanh, viên bi. Và có những đám thì đang bắt đầu phân tầng và xả nhị. Thì thật chất ra cây bơ búp chúng ta không có đều, mỗi năm mỗi khác. Thì so với năm nay thì nở hoa lại muộn hơn so với năm trước, nhưng mà lại tỷ lệ đậu trái và xả nhị thì ít hơn so với 2018 trong cái lứa rộ này. Thì bơ búp chúng ta mỗi năm đều ra hai vụ, một vụ sớm và một vụ muộn, là một vụ là cuối tháng 3 là xả nhị xong và một vụ là cuối tháng 4 xả nhị xong. Thì hầu như giai đoạn này tất cả bà con chúng ta đều không có ai mong muốn là mưa, vì làm cái bơ búp chúng ta năm nào cũng mưa và xả nhị đúng giai đoạn mà mưa đầu mùa hết. Thì khi mà mưa đầu mùa này dẫn đến tình trạng bơ chúng ta rất là nhạy cảm, hoa bơ thật sự rất nhạy cảm. Khi mà lượng mưa đầu mùa thì dẫn đến tình trạng mà thối hoa, cháy hoa, rụng cánh hoa rất là nhanh, vàng hoa rất là nhiều. Vì cái lượng mưa đầu mùa đó chứa lượng đạm và axit rất là cao, thì hầu như là cơn mưa đầu mùa đều gây hại, rất ảnh hưởng đến cây bơ chúng ta rất là nặng. Thì đó là theo quan điểm cá nhân của mình chia sẻ với bà con mỗi năm. Thì qua đó thì cái thời tiết mỗi năm bà con làm sớm hay là muộn gì thì cái thời tiết nó rất là thất thường. Nên qua đây mình chia sẻ với bà con một số cách mà khắc phục sau khi mà thời tiết bắt đầu mưa, thì đã con khắc phục những cái phương án nào cho hiệu quả. Thì đối với những vườn bơ chúng ta lâu nay vẫn giữ ẩm thì cái tình trạng mà sốc nước sẽ không có xảy ra. Còn mà con ta không tưới nước thì dẫn đến tình trạng mà mưa như thế này thì sốc nước dễ bị rụng cánh hoa rất là đột ngột. Thì ở năm 2018 mình cũng đã nói được cái vấn đề mà bơ búp nở hoa xả nhị gặp mưa. Thì mỗi năm thì bà con đều phải đưa ra mình một cái quan niệm riêng và tốt hơn so với năm trước. Thì với 2019 này thì mình đưa ra mình bà con vẫn phương án đó. Thứ nhất là bà con phun cho mình những dòng thuốc nấm bệnh nè. Cái thứ hai là chống rụng hoa, thối cánh hoa, chống mưa. Thì đó những dòng thuốc bà con chuyên để bà con khắc phục phun sau mưa. Có nghĩa là vừa mưa xong thì bà con sắp xếp tranh thủ phun liền để tránh tình trạng mưa rồi nấm bệnh nó nhiễm sâu vào cánh hoa chúng ta, cuống hoa chúng ta rất nhạy cảm á, thì làm hỏng hết hoa chúng ta, thì dẫn đến rụng hoa rất là nhiều và rụng đồng loạt. Thì từ đó thì bơ chúng ta sẽ không còn cái hoa đực hay hoa cái nào nữa, thì dẫn đến là chúng ta lại mất mùa nữa. Thì cái vấn đề mà phun thuốc như thế nào cho nó hiệu quả thì bà con luôn luôn phải xem và kiểm tra được cái vườn của mình hiện trạng như thế nào. Nếu như tỷ lệ vườn chúng ta mà đã xả nhị trái bằng hạt đậu xanh hay là hạt tiêu mà đạt 50% thì con tiến hành phun nấm bệnh cho mình luôn, là phun đậu trái dưỡng trái luôn. Còn nếu như vườn đang phân tầng, đang xả nhị thì con phải phun xen dòng thuốc vừa nấm bệnh vừa dưỡng hoa, chống rụng hoa luôn. Thì để cho tránh tình trạng bà con rơi vào những trường hợp như năm 2018, bà con không phun thì dẫn đến tình trạng mất mùa. Mà khi bà con chuẩn bị phun thì nó đã muốn rụng hết rồi, thì nó rất muộn cho bà con chúng ta. Thì dẫn đến tình trạng như thế thì bà con lại mất mùa thêm một năm nữa. Thì qua đây mình cũng nhắc nhở bà con là sau những cái đợt mưa thì hầu như tất cả vườn bơ chúng ta phát đọt rất là mạnh, rất là nhanh. Vì thứ nhất là trong lượng mưa chúng ta nó chứa đạm rất là cao. Và tại sao một số bà con vẫn thắc mắc là mình tưới nước nhẹ thì tỷ lệ phát đọt rất là ít. Tưới nhẹ giữ ẩm cho mình 50% tỷ lệ đi đọt rất là chậm. Mà nếu thời tiết mà mưa xuống thì đọt phát triển rất là nhanh, tốc độ rụng cánh hoa rất là mạnh. Thì qua đó nên mình cân nhắc bà con là nên phun những dòng thuốc để cân đối. Thứ nhất là vừa dưỡng hoa vừa già lá, để cân bằng dinh dưỡng giữa đọt và hoa, nhất sẽ không bị cạnh tranh dinh dưỡng.
Cái thứ hai ở đây nó có rất nhiều vấn đề. Vì một số bà con luôn thắc mắc á, là có người nói là bơ xả nhị phát đọt rụng, có người nói là phun chặn đọt hãm ngọn. Thì có rất nhiều cái phương án mình cũng chia sẻ rất là nhiều cho bà con. Vì tùy vào vườn mà có những cái cơ chế mình nói và giải thích riêng cho bà con, để bà con hiểu là tại sao phải phun cái chặn đọt và tại sao không phun chặn đọt. Thì cái này tùy vào vườn, có những vườn á đọt đi như đang trên clip á, vì ho sẽ xả nhị trước khi đọt già thì tỷ lệ rụng cánh ho rất là ít. Vì lúc này khi bà con đã phun đủ dinh dưỡng, thứ nhất là dai ho, đậu cánh ho và chống rụng ho, thì dẫn đến tình trạng tập trung dinh dưỡng nó sẽ già luôn cái ngọn của chúng ta. Thì qua đó thì bà con cứ phun chặn đọt. Bà con không hiểu cơ chế, nếu lúc này bà con phun chặn đọt nó ức chế lại cái ngọn, nó không cho cái hoa nó nở, thì tỷ lệ nó rụng rất là nhanh. Vì tùy vào vườn, có nghĩa là những vườn là cái đọt nó đã già rồi thì hoa bắt đầu xả nhị thì rất dễ cho bà con. Còn có những vườn á là xả nhị và đọt phát cùng một lúc thì bà con phải hiểu được cơ chế đó. Thì đa số bà con chúng ta thì hay rơi vào cái trường hợp, có nghĩa là bơ xả nhị khi đó là đọt phát rất là mạnh mà lá trên cây cũng rụng hết rồi. Thì đó là cơ chế bà con bón phân không cân đối. Cái thứ hai là vườn chúng ta lá già nấm bệnh rất là nhiều nên dẫn đến tình trạng rụng lá rất là nhiều. Mà khi rụng lá rất nhiều thì tất nhiên đọt non phải búng ra để bù tán là quang hợp, trao đổi chất dinh dưỡng. Nếu như một số vườn mà con để ý coi, sẽ có vườn là lá không rụng, đọt sẽ không phát. Đó là tỷ lệ những vườn đó rất là đạt về cái năng suất mà chăm sóc bón phân cân đối, nắm bệnh cho vườn. Và có những vườn nghĩa là lá vẫn còn một đọt rất phát rất là mạnh. Cái đó bà con có thể là những vườn đó là tứ nước sớm để dẫn đến tình trạng phát đọt mạnh. Cái thứ hai, những vườn mà phát đọt mạnh á, do là có thể là những vùng đó có sương muối. Và sương muối rất là nặng. Vì cái sương muối bà con không có ai phát hiện được, vì nó hay rơi vào tình trạng đó là giờ từ 1-2-3 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Thì bà con lúc đó thì đa số bà con đang ngủ hết, không ai ra vườn kiểm tra giai đoạn này. Thì qua đó bà con đổi, có thể là kêu là tại sao phát đọt. Thì bà con phải hiểu rằng sương muối xuống đạm phát, trong sương muối sẽ có đạm, trong đó thì dẫn đến tình trạng á, cây sẽ búng đọt mà không ra hoa nữa. Thì cái đó là rất nhiều cơ chế. Thì theo quan điểm cá nhân của mình, mình quay và hướng dẫn và chia sẻ cho bà con những cái quan trọng nhất để bà con làm sau khi cái đợt mà mưa như thế này ảnh hưởng đến cái hoa chúng ta, thì bà con nên phun những dòng thuốc gì và cách làm như thế nào cho nó hiệu quả. Thì mình cũng khuyên lại bà con là bà con vẫn duy trì độ ẩm cho mình nha. Bà con không cần tưới nhiều đâu. Bà con cứ duy trì độ ẩm cho mình là 50% độ ẩm thôi. Có nghĩa là giảm từ lúc nậu phân tầng cho đến lúc xả nhị trái hình thành bằng viên bi và trứng gà. Bà con luôn luôn giữ ẩm cho mình. Cái thứ nhất bà con giữ ẩm ở đây á là để tránh tình trạng mà sốc nước. Cái thứ hai nó duy trì độ ẩm để cho cân bằng về cái nhiệt độ, để tránh tình trạng một số vườn chúng ta nhiệt độ quá cao, thiếu nước dẫn đến tình trạng treo cuống hoa khi hình thành trái bằng hạt đậu xanh á, nóng quá không đủ nước, cây không hấp thụ được thì sẽ dẫn đến tình trạng là teo cuống hoa và rụng hết, teo trái rụng luôn. Vì tại sao hai năm nay 2018 và 2019 tất cả các bà con đều rơi vào trường hợp là trái hình thành bằng hạt đậu xanh teo rụng rất là nhanh, thì bà con không có hiểu được, nói chung bà con không có để ý được cái nhiệt độ ở ngoài môi trường, gió và nhiệt độ môi trường rất là cao. Cái này mình giải thích và chia sẻ kinh nghiệm của mình để bà con hiểu. Nếu mà những vườn mà đang phân tầng á, nhiệt độ rất là cao, thì bà con có thể cho mình là chưa nở rộ thì con có thể quay bét phun sương nhẹ cho mình để cho điều hòa được cái cây chúng ta nó mát mẻ. Thứ hai là nhiệt độ trong vườn cho rất là mát thì dẫn đến tình trạng nó đậu hoa rất là nhanh. Mình nhắc lại là chưa nở hoa đang phân tầng mà con có thể quay bét cho mình rất là mát vườn để chuẩn bị cho cái việc mà xả nhị đậu trái. Còn khi mà đã xả nhị thì con nên tưới giữ ẩm cho mình xung quanh vườn, và đặc biệt là vườn chúng ta là nên để cỏ. Thứ hai là rơm rạ con tủ gốc đây để chống tình trạng ánh nắng thoát hơi nước rất nhanh, thì dẫn đến tình trạng mà bà con tưới nước chúng ta rất là nhiều lần thì nó là cực. Bà con tủ rơm rạ và dưới gốc á, thì bà con tưới giữ ẩm sẽ kéo dài được thời gian. Thay vì 5, 3, 5, 7 hay 10 ngày á, thì con có thể giảm được tỷ lệ tưới, nó sẽ kéo dài hơn và khỏe, việc chúng ta cây được cân bằng nhiệt độ ẩm nữa, thì dẫn đến tình trạng xả nhị và đậu trái sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Thì dự báo thì lượng mưa năm nay á, chúng ta sẽ thấp rất là thất thường, nên bà con cân đối kiểm tra vườn về tình hình nấm bệnh. Thứ nhất là nấm bệnh ở cuống hoa, cái thứ hai dinh dưỡng, con phun những dòng dinh dưỡng như là đậu hoa, dai cuống hoa như canxi bo rồi á, rồi sắp lắc canxi gì đó, đó là những cái dòng thuốc mà bà con chuyên tham khảo bà con dùng cho cây bơ chúng ta cho nó hợp lý và đậu trái, để cho năm 2019 chúng ta sản lượng sẽ đạt cao hơn. Thì hầu như tất cả các vườn bơ sau đợt mưa này thì hầu như
cũng đạt được tỷ lệ 50-60% so với 2018 là lượng xả nhị đã hình thành trái hạt đậu xanh, hạt tiêu đã rất là nhiều. Nên lúc này bà con chỉ con phun cho mình nấm bệnh chống rụng trái và dưỡng lá để cho tình trạng mà cân bằng dinh dưỡng giữa trái và đọt không bị cạnh tranh, thì dẫn đến cho tình trạng mà hoa và trái và ngọn chúng ta được cân bằng và điều tiết chống rụng cho nó hiệu quả cao hơn. Thì toàn bộ đây là những kinh nghiệm mình chia sẻ cho bà con. Thì ở với cái tình trạng mà mưa như thế nào, mình cũng đã giải thích với 2018 đầy đủ các vấn đề bà con nên làm rồi. Thì với 2019 mình chỉ chia sẻ lại những cái gì quan trọng để bà con làm ở giai đoạn 2019 này. Thì ở những vườn là trái đậu hàm hạt xanh mình cũng đã nói rồi bà con những cái quan trọng để làm. Còn đây là mình nhắc nhở bà con là trong giai đoạn xả nhị phân tầng đậu trái gặp mưa. Thì một lần nữa bà con vô lòng đăng ký kênh đi. Mình sẽ quay tất cả và cập nhật những thông tin xác thực nhất trong thời gian gần đây, trong giai đoạn nở hoa xả nhị và những đám đang phân tầng, để bà con quan tâm và theo dõi những vấn đề này nó đạt được hiệu quả cao hơn. Xin cảm ơn bà con ạ.